Chị thì vào đi xem. Đâu vào đấy. Chị chỉnh xem được chưa? Có bị mờ không chị? Chào các chị nha. Các chị chia sẻ đi ạ, chia sẻ giúp em nhá. Chị nào chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng quà. Này nhìn chân chị đi đéo không? Đẹp mà. Mười chị mua hàng đầu tiên của livestream hôm nay em sẽ mua một tặng một. Em sẽ áp dụng cho các chị như thế. Các chị chia sẻ mạnh lên giúp em ạ. Thư hôm nay chồng tôi đi lúc mưa nên là tôi chưa gửi được. Mai nhá. Mai gửi cả mấy người ở trên đấy nữa. Tiện thể gửi luôn. Ok chị Huyền nhá. Hôm nay em sẽ bắt đầu từ những mẫu giày trệt nhá các chị nhá. Đây ạ. Mẫu này em có đủ size cho các chị nhé. Đi cực êm chân. Đủ size từ 35 đến 39. Mua gì cho anh đi em yêu. Hello, cách tình yêu. Hôm nay lên muộn vì con bé quấy quá. Ok chị Hải nhá. Đây ạ, mẫu này 85k nha các chị nhá. Đi cực êm chân. Chị nào ưng mẫu này, chị nào ưng mẫu này ebook cho em chứ. Ok chị Trang. Tám mươi lăm k. Mẫu này chỉ có màu đen thôi nhé các chị. Chị nào ưng mẫu này thì ấn 1, số 1 và kèm size và số điện thoại giúp em nhé. Có bị tối không chị? Hơi tối. Cho lùi ghế ra giữa chỗ bóng đèn này. Lùi ghế cái túm cái giày vào đôi bóng vào cái bóng đèn này. Có nhá, có cho thằng cò nhà mày đấy. Tí nữa tao like đến mẫu đấy nhá. Em qua mẫu nha các chị nhá.
Mẫu này này, mẫu này em có 3 màu này. Màu trắng, màu hồng và màu đen. Được chưa? Chưa, bạch dép rồi, bạch dày rồi. Đấy, bạch rồi, vẫn cho sang bên tay bên kia. Được chưa? Mẫu này có 3 màu. Các chị ưng mẫu, ưng màu nào thì ebook là đen, trắng. Đây màu trắng đấy. Hoặc hồng, kèm size, kèm số điện thoại giúp em nhé. Để em chốt cho các chị nhé. Đây màu trắng đây, màu hồng đây. Màu trắng đấy. Còn đủ size cho các chị nhé. Màu trắng này. Màu đen đây ạ. Các chị ưng màu nào kèm màu, kèm size và số điện thoại giúp em nhé. Để em chốt cho các chị nhé. Mẫu này là 90k. Đấy đây. Đây nhá các chị. Em có mẫu này nữa. Mẫu này đi lên chân yêu lắm ạ. Em có màu đen luôn nhá các chị nhá. Mẫu này nữa các chị nhá. Có chị nào ưng không ạ? Mẫu này em có màu đen và màu trắng nhé các chị nhé. Đi thoáng chân ạ. Đấy đây. Đơn hàng đầu tiên nhá, em sẽ mua một tặng một cho các chị ạ. Có chị nào ưng mẫu này không ạ? Em có màu xanh, màu đen và màu rêu. Đôi này 95k nhá chị nhá, chị Hải nhá. Chị lấy thì ebook size và màu giúp em nhá, chị Hải nhá. Em ship tận cửa luôn. Màu xanh, ok. Đây chị, màu xanh đây chị.
Ebook cho em size nhé chị Hải nhé. Ok, mai em ship cho nhá. Chị ebook cho em size đi. Bạn lấy đôi nào đấy bạn ơi? Màu xanh này à bạn? Mai chị ra chợ đi, em ra chợ mà. Bạn Long ơi, bạn lấy màu nào? Đôi nào nhỉ? Đôi màu xanh này luôn à bạn? Đôi dép đen à chị Huệ? Ok. Đôi đen này chị Huệ. Cao 5 phân nhá chị nhá. Đi cực êm chân mà chắc chân lắm. Đây chị Huệ này. Vâng, mai chị qua em đi cho dễ. Em có mấy mẫu kiểu như thế này, nhưng quai nó hơi khác nhau một tí. Em có màu này nữa này chị Huệ này. Màu này đi lên sáng chân nhé. Đôi này nữa các chị ạ. Gót trong nhé. Này. Đôi này cao 9 phân. Em còn size 3, size 38, 39 và size 35 nhá. Đôi này em còn. Giày này nữa các chị ạ. Ok, mấy đôi cũng bán luôn. Đôi này 155k nhá em nhá. Có màu đen và màu da. Đây. Màu đen đây. Đấy đây. Đôi này 9 phân này em. Ôi chết rồi, em quên chưa lấy gối cho chị rồi. Thôi để ngày kia nhá chị Văn nhá. Ngày kia em lấy cho nhá. Em quên mất.
9 phân rồi em ơi, đôi này đi chắc chắn lắm nhé. Đi cả ngày không sợ đau chân. Màu đen và màu da. Gối chị đặt em mà em quên mất. Em xong mới mẫu dép cho học sinh đi học nhá các chị nhé. Mẫu này em còn đủ size nhá các chị nhé. Có màu xanh rêu và màu đen. Màu đen đấy. Màu đen đây. Đi cực êm chân. Cái này cao 2 phân. Mẫu này em có màu vàng bò và màu xanh dê nhé. Đi lên chân. Em ưng màu nào inbox cho chị nhá, Yến Yến nhá. Mạng hơi kém. Chị Thùy có xem được không? Màu xanh rêu đây. Đây màu xanh rêu đây. Mờ đấy. Mẹo thì chán quá. Đây em có mẫu này nữa. Mẫu này đính đá nha các chị nhá. Có màu đen. Mẫu này em có màu đen và màu vàng bò nhé. Đây có chun đây. Ôm chân cực kỳ luôn. Chị cứ chia sẻ nhiều là em tặng quà chị luôn ấy. Tinh thần cao. Em chuyển sang mẫu cho các bé từ 10 tuổi đổ xuống nhá các chị nhá. Mẫu đính đá này là 85.000 em nhá. Đây em 85k nhá. Em đi size nào em ebook cho chị nhé. Em chuyển sang các mẫu cho bé từ 10 tuổi đổ xuống nhé các chị nhé. Đây là đính đá này các chị. 100k.
Đây ạ, mẫu này đính đá đấy. Tập văn nghệ vẫn chia sẻ được chứ sao? Mẫu này ạ, mẫu này có màu đen và màu tím nhé các chị nha, đính ngọc ạ. Đi lên chân cực yêu luôn. Cho bé size này size 31. Cho bé tầm lớp 2. Lớp 2 hoặc lớp 3 nhé các chị nhé. Tùy vào chân từng bé. Có size đến 10 tuổi ạ. Mẫu này em còn đủ size nhé. Mấy chị nào ưng mẫu này không ạ? Có ưng mẫu này không ạ? Mẫu này lên chân yêu lắm ạ. Có size 30 nha bà nhé. Có loại lớn mà chị Hòa. Có con cún nhà chị có loại đi vừa đấy. Cún nhà chị đi đôi này đi chị Hòa. Đôi này nơ có đính đá. Quay ra nhé. Đưa sát vào để đưa ra hàng chữ mà con đưa dưới hàng chữ. Đấy, đưa sát vào đấy. Vâng, sáng mai chị cho nó qua em đi. Ok, có dép con trai nha bà nha. Chờ tôi một tí. Quỳnh Phạm ơi, có size 30 nha bà nhá. Mẫu hết con gái xong là đến con trai nhé. Đây có màu tím này đính ngọc nữa. Tối quá. Chị Thúy ơi có bị tối không? Anh Phú đang bảo tối quá. Đây nhìn rõ không? Ok. Chờ tôi một cái. Bà lấy đôi nào để tôi báo giá. Đôi này là 120k nhé. Đôi này là 100k này. Đôi này 160. Có 3 màu. Hơi tối. Nền này hơi tối. Đây nhá, màu đỏ này 160k. Màu hồng này. Màu hồng này. Màu đen này. Đôi này đi gọn chân lắm. Có mẫu này nữa này bà này.
giày 85.000. 85k nhá. Còn mẫu này là 70k này. Có đủ size. Giờ em đến mẫu của các bé trai nhá, chị nhá. Hơi tối. Tại cái bóng điện này nó hơi tối. Đây này Nhung này. Bé nhà bà bao nhiêu cân rồi? Đây cho bé trai này. Tầm 6 tuổi nhá, 6 tuổi, 7 tuổi. Đeo đôi này là ok. Hơi tối một tí. Đây nhá, có mẫu này nữa này. Mẫu này cho bé trai này. Tầm bé học lớp 3. Lớp 3, lớp 4, lớp 5. Còn đủ size nhé, đủ size cho các bé nhé. Đôi này cũng còn đủ size. Đôi này 85k. Dạo này ở hơi bị ẩn nhá Sơn nhá. Đây em có quay màu này nữa ạ. Cho các bé trai. Đi xa quá nên là không thấy đâu cả. Không có màu đỏ đây nữa. Cái này cho bé 5 tuổi nhé các chị nhé. Đây. Quay ra. Đấy đấy. Em có màu đen và màu nâu. Màu đen đấy.
này cho bé tập đi ạ. Năm k con này 40k, có đủ size cho bé từ 2 tuổi ạ, từ 2 tuổi trở xuống ạ. Tập đi này cho bé tập đi nhá chị nhá, cực mềm luôn, quay ra, quay ra Hà Nội đấy, 50k rồi đó chị nhá, 50k rồi ạ. Đây ạ, cực yêu luôn ạ. Em còn lỗ này nữa, người nhện đấy. Mẫu này cho bé 2 tuổi ạ. Đây, em còn màu này nữa. Chị nhìn rõ không? Tối quá, cái kia có bóng đèn thì tối quá. Tập đi nhá các chị nhá. Này cho bé cái này các chị này, nữ hoàng băng giá đây. À, 40k nha các chị nhá. Cho bé gái từ 2 tuổi xuống nhá chị nhá. 1, 2 tuổi, 3 tuổi. Có size cho bé 3 tuổi. Không còn đủ size. Cho bé trai cái này có size cho bé từ 4 tuổi đấy, từ 1 tuổi đến 4 tuổi ạ.
nào mẫu này nhé. Chị còn đang bị tối quá, cái bóng điện này mai về thiết kế theo kiểu khác thôi. Có ra bà. Bà này, da có kiểu này này. Da kiểu này nhá Nhung nhá, có màu đen nữa. Không nghe rõ à em? Quay da đây. Kiểu này này, này thoáng hơn thì bà lấn sang kiểu này đi, kiểu này chất đẹp này bà này. Đây này, có dán ở quai này, mình có thể điều chỉnh. Mình có thể điều chỉnh ở quai này. Ở trên này cũng thế. Rộng hoặc chật mình có thể kéo vào một chút và nới ra một chút. Bên này cũng thế. Ở quai để mình nới thoải mái hơn. Ôi này khách của tớ mua rồi, đi lên chân đẹp lắm. Đơn giản lấy sang kiểu này đi bạn. Cái kiểu này thì chất nó không được đẹp bằng kiểu kia đâu. Kiểu kia thì chất đẹp hơn đấy. Đưa cao lên. Có sai. Có sai cho bé. Ưng mẫu nào thì inbox cho tớ nhá. Con bé cho tớ khóc quá.